Thưa quý khán giả, vừa mềm, vừa dẻo, vừa dai và có thể biến thể thành nhiều loại hình kỳ lạ khác nhau. Đây là một loại đồ chơi đang rất được các em nhỏ thích thú. Và nói đến đây thì chắc hẳn là quý khán giả cũng đã biết đó là loại đồ chơi gì rồi đúng không ạ? Vâng, và đó chính là Slime, hay còn được gọi là chất nhờn ma quái. Và chúng hiện phổ biến như thế nào? Có những nguy cơ tiềm ẩn ở đó hay chăng? Đó chính là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Đẹp, bắt mắt, nhiều màu sắc với xanh đỏ tím vàng và với giá siêu rẻ chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng. Những hộp chất nhờn ma quái này đang được rất nhiều em nhỏ ưa chuộng bởi khả năng biến hóa của nó. Có mấy sản phẩm thì em mua trên mạng và hoặc là ở trường. Ở trường học em cũng thấy có nhiều bạn chơi. Có chỗ thì người ta sẽ tự làm vì nó sẽ chất liệu tốt hơn, bền hơn. Còn có thể chỗ là làm từ ở Trung Quốc thì nó sẽ mau hư. Em của mình nó vẫn hay tìm cái những cách tự chế cái slime này ở nhà bằng cách xem trên YouTube. Và mình thấy là cái slime này thường được dùng làm bằng từ hồ hoặc là từ các loại keo trong. Nói chung là từ rất là nhiều các nguyên liệu khác nhau. Qua khảo sát vừa rồi, quý khán giả cũng thấy đó. Không thể phủ nhận việc slime đã và đang trở thành một món đồ chơi được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng không ít những cảnh báo tiềm ẩn với loại chất này, mà nếu như các bậc phụ huynh không cẩn trọng có thể khiến cho trẻ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Được nhiều trẻ em sử dụng phổ biến và còn được quảng cáo là có khả năng kích thích sự sáng tạo của trẻ nhỏ bởi có thể tạo được nhiều hình thù khác nhau. Thế nhưng, món đồ chơi đa năng này lại đang khiến nhiều bậc phụ huynh phải lo lắng khi những cảnh báo trẻ bị nhiễm độc như thế này ngày một nhiều lên. Mới đây nhất, ngày 2 tháng 5 năm 2018, một bé trai 8 tuổi tại Tây Ninh sau khi chơi loại chất nhờn ma quái này đã bị viêm da mũ bàn tay, có thể dẫn tới hoại tử và phải tháo khớp ngón tay nếu chữa trị chậm trễ. Nếu mà những cái chất slime này, chất nhầy ma quái này mà nó không có những cái thành phần mà nó dễ bị kích ứng hay là độc hại thì nó sẽ làm tổn thương cho trẻ, tổn thương ở đâu, những cái nơi mà bị tiếp xúc là chắc chắn là bàn tay rồi. Khi mà làm vô, mặc dù nó không dính bàn tay nhưng mà nó vẫn tiếp xúc đó, tiếp xúc rồi. Đặc biệt như là em bé thì cái làn da nó non nớt đó, cái chất vào nó dễ hấp thu hơn, cái da mình thì nó dày chứ nó dễ hấp thu hơn. Và nếu mà có chất độc hay chất kích ứng là nó sẽ nặng hơn so với người lớn. Từ những tai nạn nhãn tiền đã xảy ra, phóng viên đã tìm đến những khu chợ và các tiệm tạp hóa gần trường học. Không khó để tìm mua những hộp chất nhờn ma quái như thế này. Đây đó, bao nhiêu tuổi rồi? Đó, tầng lớp 3. Chơi thì cẩn thận thôi, cái hàng này là hàng của Trung Quốc. Chơi thì chưa có cửa này cẩn thận. Không nhãn mát, không thành phần quá chất, không hạn sử dụng và không luôn cả nhà sản xuất. Tất cả thông tin mà thứ đồ chơi này có là cụm từ Made in China dưới đáy hộp. Dễ hiểu vì sao chúng lại có giá siêu rẻ và thu hút trẻ em đến vậy. Không chỉ được bán rộng rãi tại các cổng trường, nếu lên mạng và gõ cụm từ slime, chất nhờn ma quái, sẽ có hàng ngàn kết quả hiện ra nói về công dụng và cách sử dụng loại đồ chơi này. Thậm chí là có hẳn các video chỉ dẫn cách làm nên chúng từ những nguyên liệu sẵn tại nhà. Trên thực tế, cũng giống như hạt nhựa nở, một loại đồ chơi Trung Quốc đã bị cấm trước đây, slime hay chất nhờn ma quái là loại đồ chơi dung môi hỗn hợp dạng kết dính, tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Đặc biệt là trẻ nhỏ cầm bằng tay, sờ nặng nên rất dễ làm tưởng là thức ăn và nuốt phải. Rồi chưa nói những bé nhỏ nó không có ý thức, nó chơi rồi nhiều khi nó bóc, nó bỏ trong miệng, nó thấy nó nốt vô chẳng hạn. Rồi nếu mà cái chất đó nó có độc hại thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ đến cái đường sức khỏe, đường tiêu hóa hay là nó độc hại cho cơ thể. Nếu slime được làm từ chất tự nhiên hoặc là làm từ những hóa chất chuẩn thì không có độc hại. Ngược lại, nếu như nó được làm từ những hóa chất không rõ nguồn gốc và đang trôi nổi thì có nguy cơ bị bỏng tay, dị ứng. Muôn hình dạng trạng, chúng tôi không quy tội về một mối, nhưng vẫn khuyên quý phụ huynh cần phải cẩn thận hơn. Và sau đây là những tiềm ẩn về nguy cơ đáng ngại này. Theo các chuyên gia, chất nhờn ma quái được sản xuất trên nguyên lý phối kết hợp giữa nhiều loại nguyên liệu như hồ nước, phấn, bột giặt, dầu gội, muối, đường, kem đánh răng, thuốc nhỏ mắt hoặc bột giặt. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ khi các chất không đồng nhất có những phản ứng hóa học với nhau, gây kích ứng da, tác động đến hô hấp hay nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là trẻ em. Thông tin này cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.